Từ lúc có bầu, tao cứ lấn cấn một chuyện. Lấn cấn cái gì nữa? Là bà bác sĩ làm IVF cho tao ấy. Sao? Tao đã định bỏ qua rồi, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến là lại thấy tức. Cứ nghĩ đến những người cũng mong mỏi có con như mình, xong rồi bị chơi xấu, làm cho hỏng phôi. Tao thấy thất đức lắm. Tao nghĩ mình không thể im lặng được, vì im lặng sẽ đồng loại với cả cái xấu. Mày có thấy thế không? Đúng rồi, mày nói đúng. Có nghĩa là bây giờ mày muốn tới đó để làm lớn chuyện đúng không? Được, bây giờ chỉ cần mày muốn đi thôi, tao đi với mày. Chả sợ bố con thằng nào hết. Bây giờ muốn đánh cái gì? Có tao đánh, muốn chửi có tao luôn. Đi, đi liền, chả nói năng gì hết. Đi, đi. Từ từ đã, đi. Ăn xong rồi đi. Gì cũng sổ sổ lên. Quên. Để tao đút cho cháu tao ăn. Như vậy, ước lượng giá trị kinh tế của Lan Hà ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu? Cậu hỏi cô này thì là quá đột ngột. Bởi vì để biết được con số chính xác ấy, thì phải thống kê và tính toán rất là nhiều. Thứ tôi cần là một con số. Alo, tôi nghe. Này, vợ cậu vừa uy hiếp tôi đấy. Cái gì? Cô ta có khả năng ấy à? Là thế nào? Thì còn IVF thì sao? Tại sao tôi làm IVF mà luôn luôn không được đậu thai? Liên quan gì đến thuốc tránh thai hàng ngày? Cô cho rằng tôi làm trò được với Sơ Hà thì không biết cách làm trò với cô bác sĩ của cô à? Đủ bằng chứng chưa? Hả? Bà đừng có mà chối nha. Người ta kêu nói xạo là mọc một lẹo ở trong miệng đó. Mà ngon mà cãi đi, cãi đi. Tôi cần một lời giải thích cho việc này. Chuyện này tôi... Chị đã nhận được bao nhiêu tiền? Chị làm điều đó với tôi, một người mẹ luôn mong mỏi có con, mà ngày ngày chị vẫn ăn no ngủ kỹ. Chị không cảm thấy tội lỗi à? Cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho tôi được. Cô cũng đi khám chữa ở nhiều nơi. Bản thân cô cũng biết là cơ địa cô khó mang thai còn gì. Mà tôi đâu phải là bác sĩ đầu tiên làm IVF cho cô. Nhưng chị là người tôi hy vọng và tin tưởng nhất. Chị nói đi, anh ta trả chị bao nhiêu tiền cho việc này? Tôi muốn biết cái giá để tước đi sự hy vọng của một người mẹ là bao nhiêu. Thực ra chồng cô, anh ta nói với tôi rằng là hai người sắp ly hôn. Một đứa trẻ đến vào thời điểm này sẽ chỉ mang lại bất hạnh cho đứa trẻ đó, nên mới nhờ tôi. Bao biện! Bà đó, bà nghĩ bà là ai vậy hả? Tại sao dám quyết định số phận của một con người khi chỉ nghe từ một phía chứ? Bà đừng có tỏ chị ai nào là bà cao thượng. Bà chỉ vì tiền thôi đúng không? Tôi đã nghĩ hôm nay tôi đến đây, tôi sẽ nhận được một lời xin lỗi từ chị. Nhưng cuối cùng là không. Bạn tôi nói đúng đấy. Tất cả chỉ là sự bao biện. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay sẽ được gửi cho cấp trên của chị, để cho sau này không còn một người phụ nữ nào phải thất vọng như tôi nữa, đặt niềm tin nhầm chỗ. Đi thôi. Tôi nói cho bà biết nha, coi chừng tôi đó. Bác sĩ và cái nách kỳ cục à. Coi chừng á.